chào mọi người, đến với kênh dạy học của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ dạy học môn tiếng Việt nha mọi người. Và bài ngày hôm nay mà mình sẽ dạy đó chính là vần am nha. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta sẽ ghi khoảng 10 từ có liên quan đến phần am để cùng nhau ghi nhớ nhé. Chị Dân có cái bài điều anh biết nghe hay và em thích bài đấy hơn cả mùa hai và mùa chào và hẹn gặp lại mọi người.